Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, thời Tam Quốc là giai đoạn lịch sử quan trọng với nhiều tên tuổi lớn lưu danh thiên cổ. Trong số này có Tôn Quyền và Tào Tháo. Cả Tôn Quyền và Tào Tháo đều là những đại anh hùng thời Tam Quốc, có thế lực hùng hậu. Khi ở đỉnh cao quyền lực, Tào Tháo nhất quyết không xưng vương dù kiểm soát Hán Hiến Đế và triều đình nhà Hán. Tôn Quyền cũng từng đưa ra lời khuyên Tào Tháo hãy phế vua và tự lập ra triều đại mới. Vậy khi đưa ra lời khuyên như vậy, Tôn chủ Đông Ngô có âm mưu gì đằng sau hay không? Hay chỉ để củng cố mối quan hệ tốt đẹp với Tào Ngụy Vương? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Tào Tháo là người đã đặt nền móng cho sự thống trị của nhà Bắc Ngụy thời Tam Quốc. Sau này, ông cũng được con là Tào Phi truy tôn làm Ngụy Vũ Đế. Tuy nhiên, thời kỳ nắm trong tay đỉnh cao quyền lực, kiểm soát cả Hán Hiến Đế, nhưng Tào Tháo đã bỏ qua mọi lời khuyên phế vua tự lập triều đại mới, trong đó có cả lời khuyên của đối thủ Tôn Quyền. Còn về Tôn Quyền, có thực sự ông ta ngưỡng mộ nên muốn Tào Tháo xưng vương? Thời kỳ Tam Quốc, chiến lược ngoại giao của các nhà lãnh đạo gồm Tôn Quyền luôn luôn biến ảo. Khi Tào Tháo mạnh và tiến xuống phía Nam đe dọa mình, thì Tôn Quyền liên minh với Lưu Bị đánh bại Tào Tháo ở trận Xích Bích. Khi Lưu Bị âm mưu độc chiếm Kinh Châu, thì Tôn Quyền hủy bỏ liên minh để cầu thân với Tào Tháo, rồi đánh chiếm Kinh Châu, giết cả người nghĩa đệ Ngoan Vũ của Lưu Bị. Năm 219, khi Tào Tháo làm chủ hoàn toàn vùng phía Bắc Trung Hoa rộng lớn, trù phú, đông dân và nhiều tài nguyên, có những tướng sĩ đã khuyên Tào Tháo lập triều đại mới thay nhà Hán đã tồn tại 400 năm. Về phần Tôn Quyền, sau khi giết được Quan Vũ đã chặt đầu vị dũng tướng này, rồi sai người mang đến Lạc Dương cho Tào Tháo cùng dâng thư biểu thể hiện mong muốn Tào Tháo lên ngôi hoàng đế. Nhưng Tào Tháo không hề có ý định làm theo. Trong sách Ngụy Lược Thư của nhà sử học Ngưu Hạn, cũng là đại thần nhà Ngụy, có nói rằng sau khi Tào Tháo nghe đọc thư biểu của Tôn Quyền thì đã nói tên tiểu tử đó muốn ta tự ngồi trên đống lửa, ám chỉ lời của Tôn Quyền thực ra là muốn mình đi vào chỗ chết. Khuyên Tào Tháo làm vua, Tôn Quyền âm mưu gì? Bản thân Tôn Quyền ngoài mặt khuyên Tào Tháo lên ngôi, nhưng thực tâm ông ta có mục đích đầy mưu đồ chính trị của mình. Cụ thể bởi các nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, vì giành đất Kinh Châu, Tôn Quyền đã phá vỡ liên minh với Lưu Bị. Quân đội Lưu Bị đã lên kế hoạch đánh Đông Ngô. Lúc này, Tôn Quyền cần hai liên minh với Tào Tháo để tránh tình trạng lưỡng đầu thọ địch, hai mặt đều là kẻ thù. Việc cầu thân với Tào Tháo sẽ khiến Lưu Bị phải đề phòng quân Tào, chứ không thể toàn tâm toàn ý đánh mình. Thứ hai, Tào Tháo tuy đang đứng đầu thiên hạ về quyền lực, nhưng từ trước đến nay khi điều binh khiển tướng luôn luôn lấy danh nghĩa phụng sự nhà Hán. Nếu xoán ngôi nhà Hán thì trong mắt thiên hạ, ông ta không khác gì kẻ phản bội. Chưa kể, văn thần võ tướng từ thời Hán vẫn còn khá nhiều, đều chịu tư tưởng của Nho giáo, họ muốn làm trung thần nhà Hán. Nếu Tào Tháo tự lập thì nội bộ triều đình sẽ lục đục, suy yếu, và như vậy Tôn Quyền cũng bớt đi một mối lo từ phương Bắc. Đáng tiếc cho Tôn Quyền là Tào Tháo không bị danh vọng làm mở mắt như ông ta nghĩ. Cho đến lúc chết, Tào Tháo vẫn chỉ là thừa tướng nhà Đông Hán mà thôi. Trong sách Ngụy Thị Xuân Thu của Tôn Thành, nhà sử học thời Đông Tấn, triều đại liên sau thời nhà Ngụy, thì Tào Tháo từng trả lời về việc xưng đế rằng nhược bằng mệnh trời chỉ cho ta làm một Chu Văn Vương nữa mà thôi. Chu Văn Vương còn gọi là Cơ Xương, một tướng soái dưới thời của Phù Trụ, vị vua nổi tiếng bạo ngược độc ác và là vị vua cuối cùng của thời nhà Thương. Chu Vũ Vương tuy nắm trong tay binh quyền và sự ủng hộ của triều đình nhưng quyết không xoán ngôi. Sau này, con trai ông mới diệt vua Trụ của nhà Thương, lập ra nhà Chu, đó là Chu Vũ Vương, rồi truy tôn Cơ Xương làm Chu Văn Vương. Thời kỳ nắm trong tay đỉnh cao quyền lực, kiểm soát cả Hán Hiến Đế, nhưng Tào Tháo đã bỏ qua mọi lời khuyên, phế vua tự lập triều đại mới. Ông đã không bị danh vọng làm mờ mắt. Cho đến lúc chết, Tào Tháo vẫn chỉ là thừa tướng nhà Đông Hán. Tào Tháo trong Thuật Chí Lệnh có nói rõ, Tề Hoàn, Tấn Văn Hầu sở dĩ thùy xưng chí kim nhật giả, dĩ kỳ binh thế quảng đại, do năng phụng sự chủ thất giã. Ý muốn nói, Tề Hoàn Công và Tấn Văn Hầu thân là bá chủ trong Xuân Thu Ngũ Bá.
sau khi xưng bá vẫn có thể lưu danh ngàn đời. Đó là bởi họ vẫn luôn tôn phụng nhà Chu. Hàm ý là nếu một trong hai người đó thay thế nhà Chu thì đã không có kết quả như ngày hôm nay. Qua đây có thể thấy, dù thế lực của Tào Tháo lúc bấy giờ đang rất to lớn, nhưng ông quyết không một lòng hai dạ, không muốn làm san hùng, cướp hán, mà muốn làm một năng thần, luôn một lòng trung thành với vị vua trẻ. Tất cả điều này đều nói lên rằng, Tào Tháo chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa nho giáo, không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, mà muốn làm một thánh nhân được lưu danh muôn đời. Trong sách Ngụy Thị Xuân Thu của Tôn Thành, nhà sử học thời Đông Tấn, triều đại liền sau thời nhà Ngụy, thì Tào Tháo từng trả lời về việc xưng đế rằng: "Nhược bằng mệnh trời chỉ cho ta là một Chu Văn Vương nữa mà thôi." Chu Văn Vương còn gọi là Cơ Xương, một tướng soái dưới thời vua Trụ, vị vua nổi tiếng bạo ngược độc ác và là vị vua cuối cùng thời nhà Thường. Chu Vũ Vương tuy nắm trong tay binh quyền và sự ủng hộ của triều đình, nhưng quyết không soán ngôi. Sau này, con trai ông mới diệt vua Trụ của nhà Thương, lập ra nhà Chu, đó là Chu Vũ Vương, rồi truy tôn Cơ Xương làm Chu Văn Vương. Quả nhiên, Tào Tháo không phế bỏ vua Hán Hiến Đế, mà con trai ông là Tào Phi đã xoán ngôi nhà Hán, lập ra nhà Ngụy, đóng đô ở Lạc Dương. Tào Tháo được truy tôn là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế, thường gọi là Ngụy Vũ Đế. Quý vị thân mến, vì những mục đích chính trị của mình, Tôn Quyền đã khuyên Tào Tháo xưng đế, nhưng đáng tiếc là Tào Tháo không bị danh vọng làm mờ mắt như ông ta nghĩ. Và nếu lật lại những trang sử Tam Quốc, chúng ta có thể thấy rằng so với những anh hùng thời Tam Quốc như Tào Tháo, Lưu Bị, Tư Mã Ý, thì Tôn Quyền là người qua đời cuối cùng. Vậy nên người đời sau không khỏi thắc mắc rằng, rốt cuộc quãng thời gian đó, Tôn Quyền đã làm gì và vì sao lãnh thổ Đông Ngô không một lần nào mở rộng về phía Thục Hán hay Tào Ngụy để Tôn Quyền thống nhất Trung Hoa? Tất cả sẽ được giải mã ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Những sai lầm chồng chất. Năm 241, Tôn Quyền năm đó 61 tuổi, được tin Ngụy Đế Tào Duệ qua đời. Thái tử Tào Phương còn nhỏ, nội bộ Tào Ngụy bất đồng, liền phát động chiến dịch đánh Ngụy theo Tam Quốc Chí của Trần Thọ, sử gia nhà Tây Tấn. Ông là tác giả bộ chính sử về thời Tam Quốc. Tuy nhiên, ông không nghe theo lời viên quan Ân Trát liên minh với Thục để giáp công Ngụy từ bốn mặt, nên kết quả là chiến dịch thất bại nhanh chóng. Năm 241, Thái tử Tôn Đăng qua đời ở tuổi 33. Trước khi chết, Thái tử có làm một tờ di biểu bày tỏ nỗi lòng và khuyên ngăn Tôn Quyền về những việc làm sai trái. Ngôi vị Thái tử để trống khiến những tranh cãi trong triều không ngừng nổi lên. Tôn Quyền khi đó ngày càng chán nản và suy kiệt. Năm 242, ông lập con trai thứ ba là Tôn Hòa làm Thái tử. Tuy nhiên, ông cũng yêu thương một người con trai khác là Tôn Bá, cho phép Tôn Bá được hưởng đãi ngộ ngang với Thái tử. Điều này dẫn đến cuộc đấu đá, cạnh tranh quyền lực ngầm giữa hai anh em họ Tôn. Tôn Bá bắt đầu có những hành động mưu đoạt quyền của Tôn Hòa. Tôn Quyền ban đầu ngăn cản cả Tôn Hòa và Tôn Bá xây dựng quyền lực, nhưng không thể ngăn được tham vọng của Tôn Bá. Khi Lục Tốn cố gắng để bảo vệ Tôn Hòa, Tôn Bá bèn vu cáo bằng những tội lỗi không có thật, khiến Tôn Quyền hết sức giận dữ Lục Tốn. Cuối cùng, công thần này đau buồn mà chết. Năm 250, vì chán nản việc Tôn Bá luôn tìm cớ hãm hại Tôn Hòa, Tôn Quyền đã có một hành động hết sức khó hiểu. Ông buộc Tôn Bá phải tự sát và phế truất luôn Tôn Hòa, dù Tôn Hòa luôn khẳng định mình không có lỗi gì. Tôn Quyền sau đó bèn lập ấu tử mới 8 tuổi, Tôn Lượng làm Thái tử. Bất cứ ai phản đối quyết định này đều phải chết, dù đó là hoàng thân quốc thích. Tam Quốc Chí của Trần Thọ chép, năm 251, Tôn Quyền khi đó 69 tuổi, ở thời điểm gần đất xa trời, ông lại muốn hạ chiếu lập hoàng hậu. Người được chọn là mẫu thân của Tôn Lượng, phu nhân Phan Thục. Tôn Quyền trước đây có nhiều vợ, nhưng chỉ truy phong hoàng hậu một lần duy nhất khi phu nhân qua đời. Tôn Quyền sau đó lại muốn gọi con trai Tôn Hòa trở về, nhưng lại bị phe phái ủng hộ Tôn Lượng can ngăn nên đành thôi. Cùng năm đó, khi Tôn Quyền lâm bệnh hấp hối, Phan Hoàng hậu bị nô tỳ hại chết. Nhiều sử gia Trung Hoa sau này tin rằng vụ giết hại này do thế lực triều thần ở Đông Ngô gây ra, vì họ sợ Phan Hoàng hậu sẽ nắm lấy quyền lực khi Tôn Quyền qua đời, dưới danh nghĩa Thái tử còn nhỏ tuổi. Ngày 21 tháng 5 năm 252, Tôn Quyền qua đời, thọ 71 tuổi. Thái tử Tôn Lượng nối ngôi. Thời kỳ Đông Ngô suy tàn,
cuối cùng cũng chính thức bắt đầu từ đây. Lý do tôn quyền không thể thống nhất thiên hạ. Theo các sử gia Trung Hoa hiện đại, việc tôn quyền không thể hoàn thành đại nghiệp không chỉ là do Tào Tháo hay Lưu Bị, mà còn có những nguyên nhân chủ quan khác. Thứ nhất, Tào Ngụy và Thục Hán sau thời Tào Tháo, Lưu Bị vẫn là một thế lực đáng gờm. Tôn quyền đã không nhìn xa trông rộng để chuẩn bị binh lực từ trước, nên khi thấy Tào Ngụy gặp biến động, tôn quyền xua binh tấn công nhưng cũng thất bại trở về. Thứ hai, so với Tào Ngụy, sức mạnh của Đông Ngô có phần yếu thế hơn. Khi tôn quyền xưng đế, những công thần Chu Sư, Lữ Mông, Trình Phổ đều lần lượt qua đời. Hơn nữa, sự kiềm chế của các thế lực ở Giang Đông cũng khiến Đông Ngô miễn cưỡng thủ thế tự vệ, thiếu chí tiến thủ. Ở thời Tam Quốc, trung tâm chính trị của Trung Hoa vẫn ở Lạc Dương, còn khu lưu vực Trường Giang của Đông Ngô chưa có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Những mặt hạn chế này khiến thực lực của Đông Ngô ngày càng suy giảm, cuối cùng mất hoàn toàn khả năng tranh đoạt thiên hạ. Thứ ba, tôn quyền đã chứng minh năng lực của mình suốt một giai đoạn dài ở thời Tam Quốc. Nhưng càng về sau, tôn quyền càng để lộ ra những nhược điểm khi phải tự mình xuất quân ra trận. Quân đội Đông Ngô sau này vì lễ cha truyền con nối mà binh mã không có chí hướng chung, quyền lực chia về các gia tộc. Đó là lý do những lần chinh phạt của tôn quyền sau này đều thất bại dưới tay Tư Mã Ý. Thứ tư, nhiều công thần như Lỗ Túc khi còn sống đã nhắc đi nhắc lại chuyện phải liên minh với Thục để làm nghiệp lớn, nhưng tôn quyền không bao giờ yên lòng. Ông muốn nửa liên minh, nửa muốn đánh Thục, dẫn đến hai thế lực, dù liên minh vẫn không khỏi đề phòng lẫn nhau. Điều này giúp cả Tào Ngụy và Thục Hán, một mặt vừa tìm cách ổn định nội bộ, mặt khác lại chưa bao giờ lơi lỏng cảnh giác với Đông Ngô. Đó là lý do tôn quyền không có cách nào định đoạt thiên hạ, dù là người sống thọ nhất thời Tam Quốc, qua đời sau Tư Mã Ý. Quý vị thân mến, nhìn lại lịch sử Tam Quốc có thể thấy cả ba nhà quân phiệt kiệt xuất lúc bấy giờ là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều chưa hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ. Nhưng ngay cả khi thiên hạ không thuộc về ai trong số ba người họ, thì Tam Quốc vẫn là một giai đoạn lịch sử đặc sắc của Trung Hoa. Còn bản lĩnh của Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền vẫn lưu lại nhiều bài học sâu sắc cho hậu thế. Quý vị có ấn tượng gì về ba vị quân chủ thời Tam Quốc hay không? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.